Anh bây giờ nhà có lưới hay gì không? Bao lại để nó Đi không có người đâu? canh là nó đi á. Không đi đâu? Nếu mà đang hỏi không đi đâu? Chết rồi. Bây giờ tao đang ở đây tao giữ nè, tao có mấy ngách tao nhét tạm rồi, tao kiếm ngách nhét vào trước. Ừ. Vậy giờ anh ở đó anh giữ nha. Đi. Tụi em chạy lên đó phải 2 tiếng nữa mới tới á. Để mất tao nhét vào đi đúng rồi. Nhét lên. Ừ. Kiếm cái gì tấn đầu loại để nó chạy ra. Nếu mà nhét vào chứ là chắc cứu luôn á, là nó thấy được cơ luôn mà. Ừ. Dạ rồi. Đây nè, ngừng lại đi, hỏi anh đâu đây nè. Ngừng lại hỏi anh đi, qua hố rồi đó. Cái số điện thoại anh Hùng điện đi anh Giang. Cái chỗ này nè, anh định vị chỗ này nè. Em không có số ảnh đây chứ. Nhà tôi có thằng chồng giống Thái mà một Thái quyết được cái nó bậy nữa. Hồi nãy ta đi ra đây ta, ta chẹt ngang chút xíu kìa ảnh kìa. Trời ơi. Nãy ta đi đây ta chẹt ngang không chịu, đánh cái vòng xa lắc. Tôi phái nhà anh Hùng đi chạy lên dòm nhà anh Hùng được không? Chạy vòng qua nhà anh Hùng bánh á. Ờ sao hả? Đây. Ở đây xã ấp gì ta? Em không thấy địa chỉ nhà này của thuộc thành phố Tân An rồi. Nó giọt vô đây hả? Ủa anh tên gì đó? Anh tên gì? Anh Sơn. Anh Sơn phát hiện đập luôn hả anh Sơn? Đập luôn. Đập hụt nó hả? Nó vô tới trong đó đó, có cái con mèo đó nó chết. Nè cái đây nè anh Hùng. Anh Hùng vô xin điện từ mình quả tóc chạy lên nè. Lên không có. Chung cái đống lá này để không có thì lát xử anh luôn. Chắc cứu là có. Nhưng mà cái con gì thì nó là nó thằng em nó không có nhận xét được là con sát hay là con gì. Thì nó điện nó chạy rồi mới chạy qua đây biết. Nó có dựng mà nó không có phùng, có dựng mà cái đầu có tấn công. Tấn công là không ngựa đây. Rồi không ngựa rồi. Mới ăn thịt ổ ngựa. Mới vừa ăn thịt ổ ngựa.
Bự hơn Bình Sơn. Bự. Có 2 3 hôm ta à. Cái đầu con công là không ngựa rồi. Không ngựa rồi, không ngựa chúng mình. Nó khè các bạn. Không ngựa vô trong cái khè nó khè nè. Không khè không? Không. Nó vô đây giật cái khè. Không đi lên đâu. Giật trong đống củi này nó chạy ra. Nó chạy ra, nó chạy vòng qua này nó chung vô đó đó. Đằng kia, nó bò lại đằng kia. Nó trong ngoài tính chụp rồi, không dám chụp. Không có phùng cái mang nó ra gì không? Mang vô cái phùng. Mà nhớ thường thường là không ngựa mình, nó đâu có khè. Nó chung vô đây nó khè nè. Qua đây mà thằng Sơn nó đi gửi cái tin vệ cho em đó. Khỏi gì anh, khỏi gì bản. Dòng bên mới chạy ngược trở lại. Kiến lửa dữ rồi nha. Có không? Cái bọng lớn quá. Đậu âm anh lộ đi. Bốc lên, trộm rồi. Thầm lộ. Kiến lửa, có kiến lửa. Rồi gọi đây coi mình có thấy gì không? Mình biết đâu mới thấy thằng này. Chủ nhà giờ biết làm gì hả chủ nhà? Làm gì em thấy nó nằm đây vậy ta? Mình gà đi chứ. Hả? Mình gà dịch đi đi chứ. Gà về gà mấy hồi gà hàng hà. Giang đâu qua không có ơi không có miếng mấy miếng bao trời ơi. Mà không khỉa lại luôn á là biết rồi đó. Bắt từ sáng luôn rồi chứ. Đây con, đưa cho thuốc chích mũi chú con. Đang này kia đó chú làm đầu tiên mình trả nó nè. Chú Tâm nó cổng lên dài chú Tâm. Nhớ không Tâm? Xuống lần đó đi đầu xuống đầu tiên á. Có coi kỹ bên kia chưa? Hồi nãy nó xuống coi rồi đó, kiểm tra lại chứ đấy là cọt cọt ở đây nó thọt ra đây cái rồi đời. Ở bên kia thì nó chưa có dấu, chưa có thấy dấu thập xuống. Nó chỉ có gấp ngay chỗ này với ngay cột bên cột ngay chỗ Tâm với ngay góc bên ngay đó đó. Mà bên kia này biết cho ca. Trời không thấy hang ta. Chú Tâm xịt cái gì? Xịt không? Em này phải một ẩm xuống gì nữa. Ra đây. Chỗ này rút nó ẩn, gốc cái dựng ẩn ở góc này cũng khó ăn ha. Dạ. Nó con lỏng á, trọng á. Trọng á. Trong lỏng à. Nó có 40 chân đào mà. 40 chân đào mà. Ủa gì mình đào sụp không? Không có sụp. Giờ nó nằm gì nó đâu có chịu nữa. Giờ nó còn chịu không có cái đà không à. Trong đây nó giữ tấm đa nó trong đây nè. Giờ nó cứ bịch dịch. Ủa giờ nó dưới nó không không mày. Vậy em vui vô dòm được rồi nhắn cái gì đâu. Vậy cái mé này luôn. Vậy cái mé này luôn. Vậy em vui vô rồi. Dạ, bên luôn. Đây rộng như nữa. Rộng đây. Vậy em coi. Đã đi bên này khỏi của nhà mà không lo kệ chơi đại đi đừng có tới dừng rồi nó sập cái bọn đứng đầu tôi vậy là vậy vậy chui vậy được rồi dạ không vậy em chui cực phải coi rắn gì đó thọt thọt tay tâm ơi này nè để coi con gì nó nên nó bụng lỏng lỏng à ý là coi để coi con gì hiểu không sao nãy đập trúng nó đau rồi đó giờ nó cọc á nó bỗng lỏng mà dầm móc sau này cái dọ mà dọ mà mấy cái giá sáng đất cho nó dễ gan dài chút không đó con giá này nó chọt được mà giá này nó bén thôi giá này bê tông nó cũng chọt được rồi nhân ra khỏi xong xong cái nhân ra chui vô lụm nó luôn nó chui bắt nước đi thấy chưa bắt nước Thượng Sơn nó chui đây, Thượng nằm xuống đây chứ đâu. Chắc cứu rồi đó. Khoảng đường nào đó. Ở đâu để hại anh em tự dưới chạy lên đây. Ai nói hại ta. Ở dưới tụi mình chỗ nãy, dưới chỗ anh Giang chạy lên đây cũng 47 cây số. 47, 48 cây. Con nghĩ tôi đi đường không Giang hơn chứ đi đường đò. Đi đò gần hơn anh. Đi đò gần hơn. Hai cha con này ngồi ăn cơm đang coi cái clip anh Giang bắt rắn hôm qua luôn á. Ồ mà tự nhiên dòm ra thấy rắn cái sợ hơn rắn lâm đâu. Đang coi bắt rắn. Đang coi rắn gặp rắn nữa.
Thì chui được chưa dân ca? Đưa đầu vô coi thế coi. Nhưng nghe nắm cái đồ em nắc này nắc vô vậy ca. Sụp sụp vô móc rộng đây nè mình. Nghe đen nè. Vô dòm nè. Ngóc. Đen nè. Không lấy cái đèn sao mà thấy được không? Thấy không? Cái này nó cũng ngắn rồi, cái gì vậy nó cũng ngắn. Hai mét rưỡi. Chưa được dân ca ơi, cắn cái bụng ra này dân ca. Đã rồi. Để bươi cát ra chúng nó. Bươi cát thấy mà. Bươi cát ra. Cắn cái bụng. Ba thằng này cũng có bụng nữa hả? Ở bên ngồi bên kia kìa, mấy em bánh là nó cũng thấy rắn gọn 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 là hoài luôn á. Nó nghĩ nhà bánh nó tại vì gần gần có đống cỏ với trong cái ruộng. Giờ nó ra đổ tôi quẹt đúng nó nè. Giờ lên ghen nó ngồi luôn á. Không có lúc nó lúc nó gọi như là chút xíu hết tại cũng nói chung là quẹt nhẹ à. Sao ở đây có cái lỗ hang nè Giang, nó coi đây trên Giang à. Nãy coi đây chưa đây. Thấy, em thấy nó mẹp mẹp làm như mẹp mẹp cát đây nè. Chui đây này xong đi gõ luôn. Bên đây nó cũng trống phọc đây mờ. Trống trống phọc đây nè. Có dẹp dẹp cát ở trong á. Dẹp dẹp cát bên đó đó. Đóng dấu ra không chừng. Trời, trời. Ôi. Có cây không? Hả? Có cây dài dài không? Chị có gì dài đây coi. Ê đây làm ở đây, đâu có bả đó. Làm không chéo hả đó. Thấy rồi, thấy rồi. Con dây. Thấy rồi. Lên. Dạ nữa. Làm con chéo chữ đây vòng vòng cách đó đứng đó vòng cách đó luôn đi qua cái tèo tèo đánh chung cái tèo. Cái góc lại mình đi bới gì đi vô á. Ê nó bò bên đây rồi. Ê cô giả này. Bự dữ lắm. Sao lạng luôn á. Cái gì? Sao lạng luôn. Trời ơi. Sao lạng là sao cái? Sao lạng cái gì nó chạy lên bên kinh mới được, nó la mới được rồi. La mới được á. Thôi cái áo lên lại ra để nó chạy đây nè. Khó khó rồi. Hả? Nè. Nè. Cho đây nè. Nè. Ủa đâu? Coi chừng như cái cát như ủa, đợi bẻ ngang được không? Được, dặn cái ngọt dưới á. Thấy rồi. Làm mình không đau. Chạy nó đùa nè. Ủa thấy không? Ngóc đầu giờ bờ. Nó bò rồi. Ê nè. Ngốc nào. Nó bò về cái chỗ đường này mới vô đi vô rồi. Một người ngồi mấy đìa nha. Ừ. Coi chừng ơi, coi chừng nó chạy vô bé bên trong á, bên trong á. Ngay chỗ cái hồ bên trong á. Ừ. Trời ơi con vợ anh sáu lạng luôn, mọi người bự ghê luôn. Ờ ngay đó, ngay đó đó. Ừ chú chú đa gì rồi vậy ca? À. Nghe chưa anh lờ đặng á. Bây giờ nó chú đa chứ anh lờ đặng nó rút xuống rồi đó, đào cái chỗ đó phục đất vô là lụm nữa hả? Ê chết bà, nó chạy ra bên tới bên địa rồi nè. Bây giờ đào lấy cái máy ra tôi thuộc tay tôi lụm nó đây. Ê đi chú đa địa rồi, đi chú đa địa rồi. Nó chui ra cái góc chưa anh lờ địa á. Rồi nó chui xong dưới luôn rồi, con đất gì nữa. Ở góc đó, đào góc đó xuống đó là bắt đó, đặt máy quay nè. Đó nè, lỗ bên đây nè. Rồi, bắt rồi. Bắt rồi. Trời ơi. Nè, máy quay nè. Trời ơi, bự ghê luôn. Bên đây nè, bên góc bà địa nè. Lên qua đây nè. Bên góc bà địa kìa. Năm rồi. Kéo ra, bây giờ kéo ra, kéo vô hai vô ra. Kéo thằng Tâm ra kìa. Anh Hùng nhỏ.
Trời ơi, con hổ dện. Thôi, ơi, ăn mừng chiến thắng. Cuối cùng Tâm cũng xử lý được nó. Thôi, tao đối 2 phần 3 cùng tay. Cái này chắc nửa ký gì. 2 phần 3 phải không? Nửa ký. Nó khè nè. Con này nó khò đúng rồi. Khò không? Khò à? Khò như gà, khò bị khò vậy đó. Trời ơi, trời. Tiêu, theo. Con này chừng 500 gram gì nửa ký à. Chơi vậy mà vui chứ bộ. Đem không á, nãy đem gì dưới đây bỏ rộng chứ luôn đi. Em mới quốc một xử lý luôn. Nên bầm sáo được hả? Thôi để dành đi, đây mình làm món khác đi. Thôi nói chơi chứ tại vì anh Sơn anh không có biết rắn. Con này con rắn hổ dện, con rắn hiền chứ không phải rắn độc. Mà tại vì lúc anh dọn cái đống củi này nè đó, anh dọn sao anh trúng nó đập nó rồi nó khò trở lại thì hổ dện này nó loài này nó cũng khò là giống như hổ đất vậy, nhưng mà nó con hổ sáp thì nó khè, còn con này nó khò giống nó khò trong họng đó, nó mới bung nó chạy vô trong cái đài nước này là cái đài nước đó, lú đuôi cả khúc ra luôn. Rồi anh mới sợ, anh không dám bắt, anh nghĩ là con rắn độc. Anh mới điện anh Hùng chạy qua. Anh Hùng chạy qua rồi anh điện ngon rồi. Anh điện cho tụi mình từ dưới chạy lên. Thì lên thằng Tâm nó chui vô nó lôi được con hổ dện ra ngoài. Ở ngôi này là nó còn mấy con hổ ngựa bự lắm nè. Vòng qua bên đây không? Vòng qua bên đây kiếm đi. Đi giữa mà được, đi giữa một qua đó. Cái đầu đi ăn vô sách cho mũi vô nè. Thôi nói chứ tụi mình lên giúp ảnh mà. Tại núi vui chứ cũng phải đi chứ. Trang động độc gì cũng phải đi chứ. Mình cũng chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại. Giang ca, quay lại Giang ca. Ông tay luôn. Được đây, 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 đây. Đây, rồi. Thì ta sợ rắn mà sao biết con gì được. Thì vậy đâu có biết hổ đất hổ dện. Hả? Nè, bây giờ tại vì hồi nãy ở nhà mình giao chủ nhà không có giữ lại, chủ nhà giao mình luôn. Bây giờ giao mình thì tụi mình xử lý quyết định. Chừng á. Rồi, nhỏ xíu à. 400 gram không tới nữa. Bốn trăm gram mà con này 400 gram thả nó cho rồi. Rồi đi. Về anh Hùng. Về nhà anh Hùng. Tụi mình về nhà anh Hùng. Không, Tâm nút lùn nút công nè. Quay lại. Đó. Không có nha, tụi mình làm gì là làm dứt khoát chứ không phải là giả dối hay lừa gạt gì đâu. Mình nói thả là thả tại vì nó nhỏ quá, với phần nữa con rắn này không phải rắn độc, với ở xa tụi mình không có mang lưới nữa, thôi thả nó cho rồi. Ở trên này là nhà của anh Hùng. Anh Hùng hậu tạ tụi mình, kêu tới nhà hậu tạ bằng một con gà, còn con rắn thì mình thả rồi. Một là không có mang bao lưới gì hết. Thì đi về đường xa nữa mình ôm theo nó thôi, cực quá thả lại luôn cho rồi, rắn không độc mà. Tâm này chạy ngàn mốt luôn trời. Nó nặng lắm đó. Nghe cái hơi nó ghê ha. Hơi nó ớn ăn thiệt chứ. Chạy nhanh nó mẹ lái ngon rồi, chứ mà chạy chậm mẹ lái nổi. Cái xe phân khối lớn mà chạy chậm sao chạy được. Phải nhanh. CB 1000 hả? 1001. 1001 hả? Cái này là chủ nhà bồi thường tụi mình nè. Chưa có con gà. Chưa có con gà mà anh đẻ trứng trước rồi. Ủa này trứng có trước là gà có trước. Trứng lộn hả, trứng ấy? Trứng lạc. Chứ đó với chú là trứng gà có trước hay con gà có trước?
không biết. Trứng gà có trước. Cái đó không biết. Nè, trứng gà có trước nè. Này chắc nó mắm mà thằng gà cũng như biết. Của anh Tèo. Muối muối tiêu chanh. Khô mít. Hộp gà. Ô, của Hai Vũ. Còn con gà với làm đồ món gì? Hộp bia. Hộp bia. Hộp bia. Quý đồng trứng dưới luôn ha. Chắc gà.